Hỏi này chắc là nhờ thầy Hải chia sẻ luôn. Bạn Nguyễn Văn Long, ngành quản trị truyền thông hả? Ở Cần Thơ nè. Bạn ấy hỏi là nhiều người thường nói rằng sinh viên và học sinh nước ngoài học ít hơn, vậy có đúng không? Em muốn biết về khác biệt nổi bật nhất giữa cách học và chương trình học giữa Việt và Tây. Đây, một bạn sinh viên của ngành quản trị truyền thông. Wow, chào mọi người. Sinh viên nước ngoài và sinh viên Việt Nam học khác nhau, học khác nhau chắc chắn rồi. Sinh viên Việt Nam thì thầy đã trải nghiệm rồi. Sinh viên nước ngoài thầy cũng đã trải nghiệm rồi. Thế thì sự khác nhau là gì? Sinh viên Việt Nam của chúng ta đó, thì nếu mà học trong một môi trường thuần Việt nhá, thì chúng ta học trong một lớp đông lắm luôn, rất là đông, 5, 6, 7 bạn. Và những bạn nào mà nổi trội thì thầy cô biết. Còn những bạn nào mà chỉ đến nghe giảng, xong ngồi cuối lớp á, thì thậm chí là đến chỉ điểm danh thôi. Thì cái tính chủ động, cái sự khác biệt đã, sinh viên nước ngoài thì gì? Làm dự án, chủ động. Và cái trong cái cấu trúc của chương trình của tài quen ích nhá, là chia làm 3 phần, đúng không? Là sao? Lên lớp á, là thầy cô giảng cùng các em trong lớp ấy là chỉ có 33% thôi, được không? À, như vậy 33% nữa là làm những cái dự án, làm theo nhóm, làm dự án, và 30% là tự học. Như vậy là em thấy cái sự khác biệt lớn nhất là cái sự chủ động từ người học đó. À, một cái điều nữa riêng tại Quen X á, thì có một cái mà các bạn nó trao quyền quản lý cho chính các em sinh viên, là không có thi trên lớp nha em. Không có thi, ngồi trước là thi 90 phút hay là 120 phút căng thẳng, không có. Mà những cái bài tập, những cái dự án này là homework, home study. Thành ra ấy, nếu em chủ động và em quản lý tốt thời gian, mình chủ động á, mình chuẩn bị, mình không để nước chân nó nhảy như thầy Tân vừa nói đó, thì em hoàn toàn làm chủ động. Thì đấy cũng là một cái khác biệt nữa mà thầy muốn chia sẻ.